Thì đây trước mặt mình đây đang có 6 cái iPhone 11 và 6 cái máy này nó có một đặc điểm chung, đấy là tất cả những cái máy này là những cái máy cũ ở những nước phát triển chuyển về. Và đây là những cái máy mà người dùng ở những nước phát triển sau khi người ta loại ra nhé. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy là có 2 cái iPhone 11 này, cái màn hình nó khác hẳn 4 cái còn lại, tại vì 2 cây này là 2 cây màn lô này. 4 cây này là 4 cây màn zin, đúng là những chiếc máy màn zin nguyên bản thật. Nhưng ở đây sẽ có một cây máy là bị lỗi màn này. Đó. Bây giờ mình sẽ cầm mấy cái máy này xuống để quay clip cho mọi người nhìn nhé. Xem đấy là sự khác biệt những cái máy đấy là khi nó đi thẳng trực tiếp về đến tay mình. Nó sẽ khác như nào nếu mà những cái máy này đi qua tay những thằng Trung Quốc, những thằng tàu nhé. Đó, đây, nhân viên đang test này. Mang dưới quay cho nó dễ. Tại bây giờ nó sẽ thổi rồi nó hít sáo rồi nó nghe nhạc ầm hết cả lên. Đợi chút nha. Thì đây, 6 cái máy mình đã mang dưới đây rồi nha. Quay cận cảnh cho mọi người nhìn cho nó dễ nha. Thì đây nó có 2 cái máy màn lô và 4 cái máy màn zin. Thì 2 cái máy màn lô này các bạn chỉ cần nhìn phát các bạn biết ngay nó là màn lô. Nó giống như kiểu đấy là tiền âm phủ với tiền thật ấy, để cạnh nhau cái nhìn biết ngay. Mà có khi đấy là các bạn không cần máy so sánh các bạn nhìn biết. Chứ nó không kiểu giống như là tiền giả với tiền thật. Nhìn có khi phải soi chỗ này soi chỗ kia. Nó không giống kiểu màn ép cao cấp hay là màn sàng cổ cáp phải bóc ra xem. Không, cái này nó giống như tiền âm phủ với tiền thật. Không có một thằng nào ra đường đấy là vơ tiền âm phủ đút vào túi rồi đi rồi, ôi giàu rồi, nhặt được tiền ngon rồi. Không, không có thằng nào đấy, chỉ trừ có thằng gọi là một thằng mù thôi. Thế nên là cái máy này này, ai nhìn cũng biết nó là màn lô. Các bạn nhìn này, cái viền ngoài nó đen thủi lũi này, cái viền bên trong nó trắng phau này. Nhìn ở trên cái video này có thể các bạn nhìn nó chưa rõ lắm, nhưng ở ngoài thì mình đảm bảo đấy là 99% nhìn vẫn biết màn lô ngay, tại nó rất là dài. Đó, thì đây là màn lô nhá, màn zin này, nó khác như là cái viền này. Bên trong nó nhìn nó khác, nó khôn hơn hẳn. Đây nhìn nó lô lòi, nhìn trông rất là chán. Thì những cây máy này là những cây máy của người dùng ở bên nước ngoài. Các bạn phải hình dung đấy là ở nước ngoài nó không giống như kiểu thằng Việt Nam mình. Có nghĩa là ví dụ như bạn bị lỗi màn hình, bạn mang đi, bạn không đi thay màn zin móc máy. Tại máy cũ nó thật đấy là đối với nó là một chiếc máy lỗi chỗ nào, tao sửa chỗ đây. Tao không đi ép kính, tao không thay màn zin móc máy. Và cái thằng làm dịch vụ ở nước ngoài nếu nó đi, nó làm màn zin móc máy này này, thì nó sẽ lỗ. Tại vì đơn giản nhất nếu nó có nhu cầu nó mang bà nó vào hãng nó thay, và chi phí thay nó rất là đắt. Đắt thì thay vì thế nó lắp mẹ đi nó mua cái máy khác. Thế nên là nó rất ít thay kiểu đấy là ra các cái tiệm và thay kiểu màn zin bóc máy, bóc từng con máy khác sang. Tại vì chúng nó sẽ không tin cái đấy. Nó chỉ tin đấy là hãng nó mới làm được như thế. Chứ không có một thằng ngộ, thằng điên nào đi đấy là bóc một con máy này ra lấy cái linh kiện này để làm gì, để dã vào cái màn này. Đó. Thế nên ví dụ như những cái máy như này, cái máy này của thằng này thì nó bị vỡ cái cam này. Nó đi nó thay cái cam này. Đó. Trông nhìn trông lô lòi đúng không? Kính cam nhìn trông đều đều, quá đều đúng không? Ở Việt Nam, ở Trung Quốc nó mới có những cái kính cam gọi là giống giống như zin này. Để làm gì? Để nó bịt mắt thiên hạ, nó gọi là pháp sư mà. Nó gọi là làm trò mà. Thế nên là ở nước ngoài thì nó không cần những cái đấy. Đó, thì ví dụ như cây máy như này. Làm cái máy đấy là sau thời gian sử dụng nó bị lỗi. Lỗi nó đi thay màn. Thay màn xong đấy là hết thời gian nó không còn có nhu cầu sử dụng nữa. Có nghĩa là cái lúc nó đi thay màn này có thể nó chưa có tiền nó mua máy mới. Đó, đi thay về dùng tạm đã thì nó sẽ đi thay màn. Thì nó sẽ ra những cái máy màn lô như này. Đây là những cái máy màn lô của người dùng sử dụng. Đó, trực tiếp từ tay người dùng mang đến. Nó sẽ có máy đều nhé. Đây mình nói luôn nó có máy đều, nhưng các bạn nhìn nó sẽ ra ngay. Các bạn nhìn nó sẽ ra ngay, chứ không giống như là đi qua tay những thằng Trung Quốc hay đi qua tay những thằng thợ Việt Nam rồi. Có nghĩa là nó sẽ khắc phục, nó làm ra để trông nó rồi nó mướt mướt một tí, nó ngon ngon một tí để nó lừa người này lừa người kia. Không, nó sẽ giống như này. Đó, nhìn các bạn sẽ thấy ngay. Đó, đây, màn lô, nhìn phát thấy ngay. Tiếp theo đến là những chiếc máy này. Ví dụ những chiếc máy này màn là màn zin. Đó, màn zin nhá. Đây. Chuẩn zin nhá, zin đẹp này, bẩn này, két bẩn này, còn chưa hề có hiện tượng vệ sinh vệ nhất cả. Nhưng đây, nó bị lỗi màn. Đó, nó bị lỗi màn. Đây là những cái máy ví dụ như đơn giản nhất đấy là nó cũng là người dùng. Nó cũng là người dùng như hai thằng này. Nhưng máy nó bị lỗi này, nó không mang đi nó thay màn. Lỗi gì? Bố mày dùng tạm vài hôm nữa có tiền bố bán đi bố mua cái máy khác, thì nó ra những chiếc máy cũ như này. Và chiếc máy này là một chiếc máy zin nhá. Đây mình tách áp cho mọi người nhìn nhá. Áp nó căng và cây những cây máy ví dụ cây máy màn lô này mình tắt áp cho các bạn nhìn nhé, chẳng có áp tiếp còn bà gì cả. Mút gọi là này, thổi thổi ra hơi vù 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 đây nhá, thổi cho mọi người xem nhé. Đó, thổi ra hơi vù vù luôn nhá. Còn đây ví dụ như một con máy hàng zin, mút áp cho mọi người xem nhá, nó căng, nó gọi là căng 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 đét, mút thì có nghĩa là tụt cả mỏ vào luôn đây nhá. Mút áp cho mọi người nhìn nhá. Kéo môi ra chưa? Nghe tụt 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 chưa? Đó. Thì đây là một con máy ví dụ như là thằng dùng, thằng người dùng đấy. Nó bị lỗi màn hình rồi. Nhưng nó không mang đi thay. Không mang đi thay. Có thể nó để nó sử dụng một thời gian. Sau đấy nó có tiền, nó đạp bố đi. Nó mua con máy khác.
Đó, và sau khi nó lắp đi thì nó về đến tay mình. Đó, nó về đến tay mình, tại vì đơn giản nhất đây là những người thu gom máy cũ. Nó sẽ thu gom hết, các bạn phải hình dung nó sẽ thu gom hết. Nó thu gom hết, đó, thì nó sẽ đến tay mình. Thì đây, ví dụ đây là một con máy. Ừ đúng, nó là hàng zin nguyên bản nhưng nó có lỗi. Và những con máy này nó về đến Việt Nam đây gì? Khi nó đến tay người tiêu dùng thì có thể nó sẽ ở cái lỗi như này. Nó vẫn như lỗi này, cái bọn bán nó sẽ fix đi giá rất là rẻ. Hoặc là nó sẽ không còn cái lỗi này nữa. Tại vì sao? Tại vì nó thay thế linh kiện. Nó thay bố cái màn khác vào, nó nắp cái màn này sang một con máy đấy là vỏ lô, màn lô hay là ABCDF thì nó gọi là hàng nát, hàng xấu. Để làm gì? Để tăng cái giá trị của con máy này lên. Còn cái máy kia nó đã xấu rồi thì cho nó xấu còn mẹ nó luôn, thì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Thế nên là đơn giản nhất đấy là sẽ có những cái kèo đấy, là vì sao có những chiếc máy đấy là nó gọi là máy thay linh kiện zin. Các bạn hình dung nó có những cái máy thay linh kiện zin để làm gì? Để đánh lừa người tiêu dùng. Thì đây là thuộc cái trường hợp đấy, tại vì đây là một chiếc máy hàng zin đấy, vỏ zin lại còn đẹp keng nữa nha. Còn duy nhất mỗi cái màn hình là bị lỗi. Còn đây là những chiếc máy đây, những chiếc máy này nói thật mình chưa test không biết nó có lỗi hay không, nhưng tạm thời gọi nó là những chiếc máy không lỗi gì nhá. Đó, đây bản nguyên này, có thể nó sử dụng lâu rồi, nó hết nhu cầu sử dụng rồi, nó mang nó bán mặc dù nó không hề có lỗi, không hề cấn bóp, không hề giữ, nó giữ gìn. Đây, đây là một thằng giữ gìn đó, nó mang nó bán. Đây cũng thế đó, không cấn bóp gì cả. Bẩn này, két bẩn còn nguyên này. À biết con này càng đẹp thôi không mút nữa nha. Mút nhìn cái mỏ mình trông kinh lắm, toàn mấy thằng được dựa với nhau thôi, nhìn giá mỏ mình nó giống như mỏ con gái, nhìn nó còn đáng yêu. Thì đấy là những cây máy mà nó dùng lâu rồi này. Đó, hết thời gian sử dụng rồi, muốn đổi máy khác rồi, bán đi mua máy khác. Còn đây ví dụ những cây máy như này, nó dùng ít này. Đây, nhìn hình thức nó rất là đẹp. Đó, những cây máy này là những cây máy Mỹ nhá. Thì những cây máy kiểu như này có thể là thời gian sử dụng nó thấp, nhưng mà nó vẫn có nhu cầu đổi lên đời những chiếc máy khác. Cho nên là những cây máy này nó cũng ra những chiếc máy cũ. Đó, và khi nó bán thì sẽ có một cái bọn nó thu gom những chiếc máy này lại. Các bạn phải hình dung nó sẽ có một cái bọn nó thu gom những chiếc máy này lại. Và những chiếc máy này nó sẽ đi đến tay những cái nước kém phát triển hơn. Nó đến tay những cái nước kém phát triển hơn. Và khi những cái máy này này, nếu nó đi qua tay những thằng tàu ấy, hoặc qua tay những thằng Việt Nam ấy, thì nó sẽ làm ví dụ như cái máy này, vỏ của nó là còn là vỏ zin đúng không, màn lô đúng không, đấy, lấy cái màn lô này lắp sang cái màn khác, nó lắp một cái màn zin vào đây chẳng hạn, để cái giá thành của nó sẽ đắt hơn, nó sẽ cao hơn. Còn cái máy này ví dụ cái màn nó lỗi gì, đáp cái màn lỗi này ra chỗ khác, đáp vào một con máy đấy là hàng nát, hàng vỏ nó vỏ nát nhá. Ở đây mình nói đây là những chiếc máy hàng đẹp nhá, những chiếc máy này là những chiếc máy hàng đẹp nhá. Còn có những chiếc máy hàng nát nữa cơ, hàng xấu, hàng phẩy, hàng cấn móp nữa cơ. Đó, thì ở đây mình nói đấy là những lô hàng nó về nó luôn có những chiếc máy kiểu như này. Tại vì sao? Tại đơn giản nhất các bạn phải hình dung là cái bọn buôn ấy nó sẽ không ngồi nó đi nó test từng cây máy. Nó sẽ đánh giá về cái hình thức. Ví dụ đơn giản nhất nó có biết đây là màn lô, nó biết. Các bạn phải biết là nó biết đây là màn lô, nhưng về nó sẽ đánh giá là theo hình thức, ví dụ như cái máy này này, nó cong, nó cấn, nó gãy, nó bét này nhè. Không cần biết mày là màn zin hay màn lô, mày cầm con máy này mày đáp con mẹ nó vào cái đống máy hàng xấu cho tao. Đó, nó sẽ còn lô A, lô A cộng, lô A cộng, lô A, lô B, B cộng, C, D, L, F. Nó có đủ tất cả các loại thành phần khác nhau. Và nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của thằng mua, thì sẽ thằng bán nó sẽ đáp ứng cái loại hàng như thế. Ví dụ thằng mua nó muốn mua cái hàng gọi là giá rất là rẻ về để làm gì, để nó lên vỏ đây, về để làm gì, để nó ép kính này. Thay vì thế nó bán mẹ cái toàn vỏ nát bét. Đó, thì những cái thằng mà mua hàng lô gọi là lô nát bét ấy, nó gặp những cái thằng mua hàng đẹp. Hai thằng đấy ví dụ như con máy này trao đổi, đưa màn hình sang đây, ta đưa màn hình này lại, lấy bao tiền chẳng hạn. Còn nếu mà để so sánh giữa hai con máy, nếu hai con máy như này cùng hình thức đẹp như nhau nhá, thì hai con máy như này, nếu một con máy màn lô và một con máy màn zin ấy, nó sẽ chênh nhau vài triệu. Các bạn phải nhớ nó chênh nhau vài triệu nhá. Nó chênh nhau vài triệu. Thế nên là những cái máy như này này, những cái máy màn lô này, nó sẽ đến tay những người muốn mua giá rất rẻ. Còn những cái máy mà đã thay thế linh kiện, nó đến tay những cái người mà muốn mua máy chất lượng tốt nhưng không hiểu biết về nó. Đó, còn những cái máy kiểu như này, nếu mà những cái máy này nó không có một lỗi lầm gì thì nó sẽ đến tay những người muốn mua hàng rất là đắt. Đó, thì nó sẽ phân hàng ra như thế. Nó luôn luôn phân hàng ra như thế. Các bạn phải nhớ là nó đi qua tay thằng Trung Quốc, đi qua tay thằng Việt Nam, đi qua tay thằng nào cũng thế. Thì tất cả những cây máy này này, các bạn phải có kiến thức để các bạn nhận biết được nó là những cây máy như thế nào. Tại vì các bạn bỏ tiền ra, các bạn phải có kiến thức để làm cái đấy. Để làm gì? Để tránh cái tiền của trong túi mình nó bị hao hụt. Tránh bị hao hụt, ví dụ mua cây này 10 triệu mà cây này 11 triệu thì là thằng mua cây 10 triệu này là thằng ngu. Nhớ nhá. Giống như kiểu đấy là mẹ nhìn thấy tiền nó pố ra mà còn đút vào túi mà đi mua đồ ăn nữa thì tôi hỏng hình.
khi các bạn mua con máy này này, các bạn phải nhớ đến một điều đấy là sau này, sau thời gian sử dụng, các bạn bán nó đi được bao nhiêu tiền nhé. Chứ đừng có nghĩ đấy là mua bây giờ được 10 triệu, con này 11 triệu, nghĩa con này đắt hơn. Không, đừng bao giờ đánh giá thế. Nhớ là con này bạn không thể dùng nó 10 năm được. Nhớ đây một điều là các bạn phải nhớ là các bạn không thể dùng con máy này 10 năm được. Dùng con máy này 10 năm ấy, nó không khác gì đâu. Các bạn đang dùng một con Nokia 1280. 10 năm nữa nó chẳng khác gì cả. Nó cực kỳ nát. Nhớ, thế nên là đi mua phải để ý. Tại vì hàng ấy, nó về là nó sẽ có tất cả những loại này. Và tất cả những loại này nó sẽ đến tay người tiêu dùng. Nhớ là nó đến tay người tiêu dùng. Nó không đi đâu cả. Những con máy này nó không quay lại Mỹ đâu. Không bao giờ nó quay lại cả. Nhớ nhé, nó không quay lại đâu. Tại vì ở đấy mẹ người ta đáp đi rồi thì làm gì nó có chuyện nó quay lại nữa. Trừ khi bây giờ những con máy này này nó sang châu Phi. Mà mình nói luôn đấy là sang châu Phi thì cược nó cào dần bên đấy, nó còn có đủ tiền để mua không mới được. Ăn còn đéo có, người ta bắt xít còn chưa được tiêm gì cả. Thế nên là đi mua phải cẩn thận. Nhớ nhé, đi mua phải cẩn thận. Mua hàng mới thì không sao cả. Nhưng đã mua hàng qua sử dụng. Và qua sử dụng không phải là chỉ có dân Việt Nam mình cho các bạn đâu. Mà nó gom toàn ở trên thế giới về. Thì nó sẽ luôn luôn có những chiếc máy kiểu như thế này. Có ngon vừa và có đéo ngon. Đây là đang nói đây là tổng quan trên lượng hàng đẹp như nhé. Chứ chưa nói đến là hàng quẩy, hàng cấn móp, hàng ABCDF nữa đâu. Thế nên là nhớ đi mua cẩn thận. Thế nhá.